Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết, chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết đã để lại ấn tượng tốt đẹp, ý nghĩa và nhân văn trong lòng mỗi đoàn viên công đoàn người lao động. Qua đó đã phát huy được vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên, đặc biệt là khi Tết đến xuân về. Sau đây là những ghi nhận tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Tết đến, xuân cận kề, nhưng tạm gác lại những lo toan bộn bề trong cuộc sống. Gần 1.000 đoàn viên người lao động trên địa bàn huyện Nam Đông đã cùng quây quần bên nhau, trao yêu thương, nhân sẻ chia trong chương trình rất ý nghĩa Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023. Sự phấn khởi, hồ hởi hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười của mỗi đoàn viên, đặc biệt là với những đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cho thấy chương trình đã hướng đến đúng tâm tư, tình cảm, chăm lo quyền lợi, đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên công đoàn, nhất là khi mùa xuân đang đến bên thềm nhà. Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán năm 2023, sáng hôm nay Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết. Riêng bản thân tôi được nhận quà và thay mặt đoàn viên công đoàn của huyện, người lao động của huyện xin cảm ơn những người, những cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ tạo điều kiện tặng quà. Xin trân trọng cảm ơn. Chương trình với nhiều nội dung và chuỗi hoạt động ý nghĩa như tổ chức các trò chơi, đi cuộc tập thể, chạy tiếp sức ghép tranh, chạy tiếp sức nhảy dây. Còn tổ chức việc trao tặng 160 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là 150 phiếu quà của các gian hàng không đồng để đoàn viên người lao động khó khăn có thể lựa chọn các nhu yếu phẩm cần thiết, phù hợp với nhu cầu của gia đình, phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong chương trình cũng đã trao 10 phần quà và 30 thẻ bảo hiểm tai nạn miễn phí đến đoàn viên. Những phần quà này được trích từ nguồn đóng góp của toàn thể đoàn viên và hỗ trợ của các cấp công đoàn. Khi quà được trao đúng người, đúng thời điểm, càng thêm trân quý tấm lòng tương thân tương ái của những đoàn viên. Lá lăn ít, đừng lá rất nhiều. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trao đến cho đoàn viên và người lao động 160 suất quà và 150 phần quà không đồng do các công đoàn cơ sở tổ chức. Đồng thời nhân dịp này thì cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, tạo cái sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Và đây cũng là một cái dịp mà các đoàn viên người lao động có gặp gỡ, tạo cái mối đoàn kết gắn bó như cái chủ đề mà chúng ta đặt ra Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết. Chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 đã mang Tết ấm, mùa xuân ý nghĩa, tươi vui đến toàn thể đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Qua đó giúp đoàn viên người lao động thắt chặt tình cảm, gắn kết hơn với tổ chức công đoàn và có động lực, tinh thần phấn khởi, khí thế thi đua sôi nổi bước vào mùa xuân mới.